Chào các em học sinh khối lớp 3, tuần 19-20 này, chúng ta sẽ ôn lại nội dung tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số và đi điều. Trước khi bắt đầu tiết học, hãy cần các em lưu ý một số điều. Chuẩn bị trang phục gọn gàng, chọn vị trí tập luyện rộng rãi, thoáng mát và tập trung nghe hướng dẫn thực hiện yêu cầu của bài học. Mục tiêu yêu cầu của bài học: ôn lại cách tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số, đi đều, thực hiện động tác ở mức tương đối đúng và chính xác, tự giác tập luyện. Bây giờ các em và thầy cùng khởi động để bắt đầu bài học. Xe cổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép dọc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ép ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nội dung kiến thức: 1. Ôn tập hợp hàng ngang. 2. Ôn giống hàng. 3. Ôn điểm số hàng ngang. 4. Ôn đi điều. Cách tập hợp hàng ngang. Khẩu lệnh: thành 4 hàng ngang tập hợp. Người chỉ huy đưa tay trái sang ngang và hô khẩu lệnh. Người tổ trưởng tổ 1 có nhiệm vụ đứng bên trái cùng hướng cách chỉ huy một cánh tay. Các bạn tổ trưởng tổ 2, tổ 3, tổ 4 lần lượt đứng sau lưng tổ trưởng tổ 1 và các thành viên tập hợp bên trái tổ trưởng của mình từ thấp đến cao. Thầy đã sưu tầm được video để cho bạn xem và hiểu rõ hơn về cách tập hợp hàng ngang. Khẩu lệnh: thành 4 hàng ngang tập hợp. Giống hàng ngang, khẩu lệnh: nhìn phải, thẳng. Khi nghe khẩu lệnh, bạn tổ trưởng tổ 1 đứng tư thế nghiêm. Các bạn trong tổ đánh mặt sang phải giống hàng sao cho thẳng, tay phải chống hông sao cho khuỷu tay chạm bạn bên cạnh. Các bạn tổ trưởng tổ 2, 3, 4
đưa tay ra phía trước chạm vai bạn mình, đồng thời chỉnh hàng dọc sau cho thẳng. Khẩu lệnh: thôi, tất cả trở về tư thế nghiêm. Các bạn xem video để hiểu rõ hơn. Khẩu lệnh: nhìn phải, thẳng. Thôi. Điểm số hàng ngang. Khẩu lệnh: từ 1 đến hết điểm số. Khi nghe khẩu lệnh, các bạn lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Các bạn nhìn lên màn hình và điểm số cùng thầy. 1 2 3 4 5 6 hết. Đi đều. Khẩu lệnh: đi đều, bước. Khi nghe khẩu lệnh đi đều và động lệnh bước thì chúng ta sẽ bước chân trái lên phía trước vào nhịp 1 và tiếp tục chân phải vào nhịp 2, và cứ như vậy lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng. Và cách dừng lại có nghĩa là đứng lại với khẩu lệnh: đứng lại, đứng. Động tác dự lệnh: đứng lại, giơ vào chân phải. Và chúng ta sẽ bước thêm một nhịp chân trái, rồi tiếp tục bước chân phải về phía trước đúng với động lệnh đứng. Sau đó ta bước thêm một nhịp chân trái, thu chân phải về tư thế nghiêm. Thầy sẽ hiện mẫu cách đi đều. Nghiêm. Dậm chân, dậm. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đi đều. Bước. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại, đứng. 1, 2. Chúng ta qua phần luyện tập. Hiện tại các em chưa tập trung học trực tiếp tại trường, nên giờ các em luyện tập cá nhân ở nhà. Và bây giờ các em vừa quan sát vừa tập lại các nội dung cùng thầy nhé. Nghiêm. Dậm chân, dậm. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đi đều. Bước. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đứng lại, đứng. 1, 2. Các bạn chú ý nhớ quan sát xung quanh, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập của mình và tập luyện thường xuyên các tư thế, động tác thầy vừa mới hướng dẫn và ôn lại các bài cũ. Bài học đến đây đã kết thúc. Thầy chúc các em tập luyện vui và hiệu quả. Thầy chào tạm biệt các em và hẹn gặp các em ở tiết học sau.